Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng để tạo tiền đề và là động lực cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những năm qua, huyện Hạ Lang đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên xã, liên xóm, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các vùng miền. Đến xã Thống Nhất, đi trên những con đường bê tông trải dài khắp các xóm mới thấy được sự nỗ lực của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, cùng với sự đồng lòng của người dân trong việc thực hiện chương trình phát triển hạ tầng giao thông, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn trên địa bàn. Những ngày tháng 7 này, bà con nhân dân xóm Bản Khâu đón nhận niềm vui khi tuyến đường liên xóm đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Trước đây, tuyến đường chỉ là con đường đất nhỏ hẹp, nắng bụi, mưa lầy, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Thì nay, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, con đường đã được bê tông kiên cố. Ánh mắt, nụ cười của những người nông dân nơi đây là minh chứng rõ nét nhất về niềm vui của họ khi có con đường mới. Có con đường mới như thế, cô cảm ơn ạ. Thuận tiện đi dễ, đi khi nào đi lúc nào cũng đi được. Vận chuyển hàng hóa, xe đi được thì cô thấy tốt lắm, vui lắm. Đây chỉ là một trong 6 tuyến đường của xã được đầu tư bê tông hóa từ năm 2022 đến nay. Để triển khai hiệu quả việc chương trình phát triển giao thông, huy động được sự đồng lòng của nhân dân, xã Thống Nhất đã chỉ đạo các xóm thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các nội dung cụ thể về quy mô, thời gian thực hiện, định hướng đóng góp của người dân đều được bàn bạc công khai, dân chủ. Bằng nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền của chính quyền, đoàn thể địa phương, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ các công trình phụ trợ, hoa màu để xây dựng giao thông nông thôn. Không chỉ vậy, để có được những con đường, ý đảng, lòng dân, cấp ủy, chính quyền xã cũng đã có nhiều giải pháp vận dụng sáng tạo công tác dân vận khéo để huy động nhân dân hiến đất mở rộng đường. Xã thành lập ban vận động là lãnh đạo ủy ban nhân dân, các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng xóm, người có uy tín. Phân công từng thành viên trong ban vận động đến từng hộ gia đình vận động để nhân dân nhận thức rõ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Phân tích làm rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, lợi ích của người dân khi hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã, xóm phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, đoàn kết vận dụng linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong cách làm, khéo léo vận động nhân dân đồng thuận. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, các đồng chí từ lãnh đạo xã đến trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ đều nêu gương trực tiếp hiến một phần đất của gia đình. Trong quá trình huy động sức dân làm đường bê tông thì sự minh bạch và công bằng được đặt lên hàng đầu. Xóm sau khi nhận được kế hoạch làm đường, xác định tuyến, tổ chức họp xóm để chia theo đoạn đường cho từng tổ có đường đi qua. Từ đó, các tổ phân công cụ thể từng đoạn đường theo số nhân khẩu của từng hộ. Hiệu quả từ việc vận dụng dân vận khéo trong vận động nhân dân thực hiện các công trình giao thông một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của công tác dân vận khéo trong việc đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân. Đến nay, những con đường vào các xóm của xã cơ bản được bê tông hóa sạch đẹp. Giai đoạn 2021-2025 thì được sự quan tâm của lãnh đạo ủy ban huyện và của tỉnh. Thế thì đường giao thông nông thôn của xã Thống Nhất thì cơ bản cũng đã cương hóa, bê tông hóa. Xong trong đó thì các tuyến liên kết giữa xóm với xóm. Hiện nay thì xã Thống Nhất thì cơ bản đã bê tông được hết. Đường giao thông thì xe cơ bản đã được vào đến qua xóm. Tuyến ở đồng thì hiện nay thì một số tuyến thì trong thời gian vừa rồi thì ủy ban xã cũng đã kiến nghị lên cấp trên để mà trong thời gian tới đầu tư xây dựng một số tuyến nội đồng để phục vụ sản xuất cho bà con. Hiện nay thì bê tông nội đồng thì cũng có một số tuyến, nhưng mà hiện nay thì nội đồng thì cấp trên thì đầu tư còn ít, bà con thì cũng mong muốn trong thời gian tới thì
cấp trên cần quan tâm hơn nữa về các tuyến ở nội đồng để bà con phát triển sản xuất được thuận lợi hơn. Hệ thống giao thông của huyện Hạ Lang gồm các tuyến chính: quốc lộ 4A, tỉnh lộ 206, 207, 208 nối với trung tâm thành phố Cao Bằng và các huyện lân cận. Đường huyện, đường xã với tổng chiều dài 437,9 km. Xác định hạ tầng cơ sở, điện đường, trường trạm phải đi trước một bước để tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang khóa 16 xác định phát triển giao thông nông thôn là nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, với cách làm mới, sáng tạo, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã có những đổi thay đáng kể. Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hạ Lang tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm đột phá để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Phương châm của huyện là không đầu tư dàn trải, những địa phương, xóm, bản có quyết tâm cao, giải phóng được mặt bằng. Có đối ứng về vật tư, huyện sẽ cấp xi măng và hỗ trợ nguồn lao động, qua đó thúc đẩy được sự năng động của các địa phương. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tận dụng nguồn vật liệu ở địa phương, kết hợp nguồn kinh phí, đóng góp của nhân dân để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, tạo sự gắn kết liên hoàn thông suốt hệ thống quốc lộ đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, thôn xóm và các cửa khẩu, lối mở trên biên giới. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, thì riêng năm 2022-2023, trên địa bàn huyện Hạ Lang đang triển khai thi công 27 công trình giao thông. Thì quá trình triển khai thi công thì Ủy ban nhân huyện thường xuyên chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, chỉ đạo các đơn vị thi công làm sao đẩy nhanh tiến độ thi công. Thứ hai nữa là đảm bảo về giám sát công tác chất lượng các cái công trình, đảm bảo làm sao các công trình thi công đảm bảo đạt tiêu chuẩn đưa vào sử dụng thì đảm bảo chất lượng. Nhằm xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, phù hợp, chất lượng, đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa của nhân dân, từng bước phát triển xây dựng hạ tầng giao thông, huyện Hạ Lang trở thành đầu mối kết nối giao thông quan trọng, giao lưu hàng hóa từ Cao Bằng sang Trung Quốc và ngược lại. Hạ Lang đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện đến năm 2025. Quy hoạch nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường tỉnh trọng yếu, các tuyến đường ra cửa khẩu. Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 207, đoạn từ km 0 thị trấn Quảng Uyên đến km 31 thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và đường tránh đèo Khao Mòn. Đường từ di tích danh thắng Động Rơi, xã Đồng Loan, thác Bẩn Sóc, xã Đầm Thủy, huyện Trùng Khánh. Năm 2023, huyện tiếp tục xây dựng phát triển đường giao thông nông thôn, bê tông hóa đường liên xóm, ngõ xóm, đường đội đồng 12 km trở lên. Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho việc đi lại, thông thương, giao lưu hàng hóa trong và ngoài huyện. Mặc dù hệ thống giao thông được đầu tư đã thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy sản xuất, giao lưu thương mại trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện còn một số khó khăn như việc huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư hạn hẹp, địa hình đồi núi nên việc mở các tuyến đường mới gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sự khan hiếm về nguồn vật liệu xây dựng cũng đang là trở ngại, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình giao thông. Quá trình thi công thì bên cạnh những cái thuận lợi trên địa bàn huyện cũng có hai mỏ khai thác vật liệu xây dựng, vật liệu thông thường triển khai để đảm bảo cung cấp vật liệu. Tuy nhiên thì trong quá trình thi công, bên cạnh các công trình do huyện làm chủ đầu tư thì cũng còn các công trình do các sở ngành của tỉnh làm chủ đầu tư, cho nên là trên địa bàn huyện cũng có khan hiếm về vật liệu, đặc biệt là cát sỏi để đổ bê tông. Cho nên là trong thời gian vừa rồi thì Ủy ban huyện cũng đang chỉ đạo các cái đơn vị cung ứng vật liệu làm sao là đảm bảo về nguồn cung vật liệu cho các cái công trình. Đến thời điểm này thì cũng có một số công trình thì có khan hiếm vật liệu, một số đơn vị thì cũng đã linh động chở bê tông tươi từ các đơn vị ngoài huyện vào để đảm bảo cho tiến độ thi công các công trình.
Trong quá trình triển khai thi công các cái tuyến giao thông, đặc biệt là cái tuyến nội đồng, thì bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng có một số cái khó khăn. Các cái tuyến thì phải qua đất của người dân. Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền các xã có tuyến đi qua thì làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận hiến đất để cho thực hiện các cái công trình. Thì đến giờ phút này thì trên địa bàn huyện thì các tuyến thì cơ bản là không có vướng về cái mặt bằng để các đơn vị thi công. Thời gian tới, huyện huy động các nguồn lực tại địa phương, nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn đóng góp tự nguyện từ các thành phần kinh tế khác, vận động sự tham gia đóng góp của mọi lực lượng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các tổ chức hội và sự hảo tâm của các doanh nghiệp, quản lý tốt nguồn vốn đầu tư, huy động lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả đúng mục đích, chống thất thoát lãng phí, công khai dân chủ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đã có nguồn vốn, đẩy nhanh đầu tư dứt điểm để đưa vào khai thác các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao. Không chỉ vậy, huyện Hạ Lang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển giao thông nông thôn, về trách nhiệm của cộng đồng và của từng hộ gia đình. Cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện chương trình, ưu tiên hoàn thiện các dự án giao thông nông thôn là đường huyện và hệ thống đường xã, quan tâm đầu tư đường thôn xóm và đầu tư các tuyến giao thông kết nối các cửa khẩu, lối mở, tạo thành con đường vành đai phát triển kinh tế của huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương, giao lưu hàng hóa trong khu vực cũng như các vùng lân cận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đến đây, chuyên mục An toàn giao thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!